Chào mọi người. Với một cái module khá là rẻ tiền, nó chỉ khoảng vài nghìn đồng, thì mình có thể tạo ra được một số những mạch điện rất là hay. Và video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện nó kết hợp với một vài linh kiện ngoài, tạo thành một cái mạch điện vô cùng hay mà cái hãng sản xuất của cái này nó cũng không đề ra các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện. Đó chính là cái mạch điện chúng ta có thể tắt mở thiết bị bằng điều khiển, tất cả các loại điều khiển và trên tất cả các nút điều khiển ở trên cái điều khiển mà nó có đều có thể tắt mở được. Thì như vậy nó sẽ rất là hay. Với cái module này thì các bạn nào nếu như chưa xem video của mình trên các video trước thì mình nói luôn, đây là một cái module cảm biến chúng ta có thể tắt mở bằng cách chạm tay. Nó có thể thông qua một số những cái trạng thái ở trên mạch. Đây là bốn cái module nha các bạn, đang ghép đây, còn module nhỏ ở chỗ này. Nó có thể thông báo, nó có thể chuyển được những cái trạng thái cần thiết. Ví dụ như các bạn có thể hàn mối A, hàn mối B hay là nhả một mối, hàn hai mối gì đó thì tùy, các bạn có thể tùy biến. Đây là cái module cảm biến tắt mở bằng cảm ứng nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái mạch điện này. Mạch điện này là một cái mạch điện mà mình đã kết hợp với một cái mắt thu hồng ngoại. Đây các bạn, mắt thu hồng ngoại thì nó gồm 3 chân. Đây là một cái tổ hợp nữa mà mình hạ áp từ 12 xuống 5V thì nó sẽ phức tạp thêm như này. Còn nếu như các bạn chạy trực tiếp với 5V thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Bây giờ thì mình sẽ nói qua các con điện trở này, còn sau chút nữa thì mình sẽ có sơ đồ trên giấy cho các bạn nếu như các bạn cần. Có một cái module cảm biến tắt mở bằng cảm ứng này. Một cái mắt nhận hồng ngoại này. Một con diode 1N4007 này. Một con tụ điện 104 này. Một cái điện trở 150K này. Một cái điện trở 220. Một con tụ điện 25V 100mm và một con diode ổn áp 541. Đó. Còn hai cái bên này, phần này chính là tải thì mình sử dụng bằng một cái bóng đèn LED khoảng 30W để mình thử cho cái mạch điện này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng với điện áp trực tiếp là 12V. Bây giờ thì mình sẽ cấp thử cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào. Đó, điện áp âm này. Chút nữa thì mình sẽ có sơ đồ trên giấy cho các bạn cụ thể hơn. Điện áp dương này. Và vì sao mình phải để lên cái tấm này? Bởi vì cái tấm này nó rất là nhạy. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Chúng ta sờ tay vào nhẹ nhàng nó lên rồi, nên để xuống gỗ này nó cũng sẽ tự động có hiện tượng là bị cảm ứng. Đó. Bây giờ để mà tắt mở được cái thiết bị thì chúng ta chỉ việc có một cái điều khiển. Và cái độ nhạy này tuyệt vời luôn. Các bạn ấn 100 lần thì được cả 100. Nó không gây hiện tượng nó chậm chạp hay là nó bị sai gì đó, rất là khó chịu. Những cái này thì nó vô cùng tốt. Và cũng không cần phải quá dễ dàng, quá khó khăn để chúng ta thao tác tắt mở một cái thiết bị. Đây các bạn có thể thấy mình sẽ dẫn rất là nhanh. Đó. Và các bạn có thể sử dụng với bất kỳ một cái phím nào trên cái điều khiển này, các bạn cũng có thể tắt mở được với cái độ nhạy khá là tốt. Nếu như các bạn bố trí cái mắt nhận này nó thông thoáng. Và nếu như các bạn sử dụng với cái khoảng cách dài thì mình đã thử rồi, nó sẽ sử dụng được cái khoảng cách là lên tới khoảng tầm 11m. Tức là các bạn hình dung với một cái tivi mà các bạn dùng một điều khiển này, các bạn điều khiển ở cái khoảng cách bao nhiêu xa thì cái mạch điện này nó cũng sẽ tương đương như vậy. Vì nó cũng sử dụng cái mắt phát hồng ngoại của điều khiển và mắt thu cũng tương tự trên tivi. Đây các bạn có thể thấy. Đó. Rất là nhạy luôn. Các bạn có thể check cái mắt đi sang một hướng khác, nó cũng vẫn cứ nhận bình thường. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thử cái độ xa của nó xem như thế nào. Đây nha, các bạn sẽ nhìn thấy bây giờ mình sẽ tiến xa ra dần. Đó. Với khoảng cách này thì nó khoảng tầm hơn 4m. Bóng đèn vẫn sáng bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xa hơn nữa. Với khoảng cách này thì nó rơi vào khoảng gần 10m. Đây các bạn có thể thấy, chúng ta vẫn có thể nhìn được cái bóng đèn nhé. Nó tắt mở này, bây giờ mình sẽ nhận nhanh. Đó các bạn thấy rằng đảm bảo 100% là cái tính chính xác nhé. Mình sẽ check cái hướng điều khiển này ra một góc khác. Đây nó có thể cho phép lệch khoảng vài chục độ. Đó các bạn có thể nhìn thấy.
Thì mình vừa rồi mình đã thử cho các bạn cả những khoảng cách xa lẫn khoảng cách gần. Thì các bạn thấy rằng là với một cái mạch điện này mà mình phát triển, nó chưa có trên mạng đâu các bạn nhé. Và mình cũng không biết rằng có các bạn nào đang nghiên cứu về cái này hay không thì mình không rõ. Nhưng mình hoàn toàn không bắt chước một ai, không lấy sơ đồ trên mạng. Và video này là video chia sẻ cho các bạn. Đây các bạn có thể thấy rằng mình sẽ tắt mở. Rồi, bây giờ bỏ qua cái vấn đề về cái phần hoạt động cũng như là các linh kiện trên mạch là 100% mình chia sẻ cho các bạn. Và những cái nào mình khẳng định với các bạn nhé, là những cái nào mình chia sẻ cho các bạn là thật 100%. Chuyển qua cái vấn đề về cái phần mạch điện vẽ trên giấy, thì mình sẽ vẽ trên giấy cho các bạn xem luôn. Đối với cái module này thì mình đã có hai bài review về nó. Và đây là một cái module cảm biến. Các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ bao gồm có ba cái chân, một chân mát, một chân dương 5V và một chân xuất tín hiệu đầu ra. Đây các bạn có thể thấy nó chỉ có ba chân thôi, còn phần đằng sau này là cảm ứng, chúng ta có thể sờ tay vào. Mối AB thì với cái mạch điện này mình xem lại nào. Cái mối mình sẽ nhả mối A và hàn chập mối B nha các bạn. Tức là cái mối này này mình sẽ bỏ trống và hàn chập mối B, thì các bạn sẽ sờ tay vào nó sẽ giữ trạng thái. Đó. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái module này lên trên giấy. Cái module này bây giờ mình sẽ vẽ nó hoạt động với 5V nha các bạn nhé, thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Mình sẽ vẽ hẳn cái module đây. Đó. Nó bao gồm có 3 chân. 3 cái chân này tượng trưng cho 3 cái lỗ này. Nó có ký hiệu là GND. Chân mình viết chỗ này là chân out đi, xuất tín hiệu đầu ra. Đây, sẽ có mũi tên đầu ra. Và chân này là 5V DC. Đó. Trên cái module này thì nó có một cái hai cái mối A và B. A và B thì hiện tại mình đang hàn chập mối B. Đó, còn mối A là bỏ trống. Bây giờ các bạn sẽ có một cái mắt hồng ngoại nữa. Cái mắt hồng ngoại thì mình sẽ vẽ như thế này. Đây là mắt hồng ngoại, nó sẽ có bao gồm 3 chân. Và nó cũng sẽ chạy với cái điện áp là 3V, 3 đến 5V. Các bạn có thể lấy điện áp trực tiếp trên cái bộ này. Cái này thì nó là mắt cả biến hồng ngoại. Thì mình ký hiệu tạm ở đây nó IR đi. IR. Và cái mắt hồng ngoại thực tế thì nó chính là như thế này nè các bạn. Đây các bạn nhìn thấy. Đó. Nó có bao gồm 3 chân nhé. 3 chân. Và các bạn chú ý rằng nếu như các bạn sử dụng với loại nào thì chúng ta phải để ý cái chân này này. Nó có rất là nhiều loại. Nó sắp xếp những cái chân chức năng khác nhau. Và cái này của mình đang sử dụng là chân 1 là chân xuất tín hiệu đầu ra. Chân 2 là chân GND. Chân 3 là chân 3.3 đến 5V. 3.3 đến 5V. Đó. Bây giờ mà để kết nối được với cái bộ này thì bây giờ thì các bạn sẽ chú ý như này. Chân GND thì các bạn sẽ nối chung với nhau. Nối chung với nhau. Đó. Chân dương 5V các bạn cũng sẽ nối chung với nhau. Mình sẽ vẽ như này cho mạch nó sẽ dễ nhìn hơn này. Đó. Và các bạn nhớ rằng sẽ có một con tụ lọc nguồn cho nó. Là hoặc là các bạn không có cũng được thì bỏ đi cho nó dễ nhìn. Còn ở đây nếu mà hoạt động chính xác thì các bạn phải có một con tụ như này. Mình đang sử dụng là 25V 100mi nha các bạn. Bây giờ cái chân xuất tín hiệu đầu ra này nó rất là quan trọng. Chân xuất tín hiệu đầu ra này các bạn kết nối như nào. Nếu như các bạn đưa thẳng vào đây thì nó sẽ không hoạt động. Hoặc đưa qua một con linh kiện nào đó thì các bạn cần phải mò mẫm. Và trên thực tế là mình cũng đã mò mẫm để tạo ra được một cái mạch điện như thế này. Và mình nghĩ rằng cũng sẽ có rất là nhiều anh em cũng đã từng mò mẫm và có thể là sẽ bị thất bại. Đó. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tổ hợp của nó. Cái chân xuất tín hiệu đầu ra nó sẽ đi qua một con điện trở là 150k điện áp. Con điện trở này có thông số rất là cao, 150 kiloohm.
150 kiloohm. Sau đó lại đi qua một con diode, nó sẽ đi ngược như thế này nha các bạn nhé. Nó không phải là đi theo thuận chiều dương sang bên này đâu, mà nó sẽ cái chân có vạch trắng này sẽ được đi như thế này, chân ao này nó thì các bạn sẽ được như này, chân này nó phải là chân liền. Và con diode này mình đang sử dụng nó là M1N4007 đó. Khi mà các bạn đã đấu nối xong như vậy rồi thì nó cũng sẽ chưa hoạt động được chính xác, và muốn hoạt động được chính xác thì chúng ta cần có một con tụ điện để nó lọc nhiễu, chính là con 104 này. Con 104 này thì nó sẽ được đấu nối ở chỗ này, các bạn chú ý, đây chính là cái điểm âm nguồn, âm trung, gần đây là âm nguồn hay gọi là mát này. Thì giữa cái mối mà từ con điện trở 150k này sang diode, nó sẽ có một con tụ điện ở đây. Con tụ điện này là con 104. Con 104 thì các bạn không cần quan tâm nó là bao nhiêu vôn, chỉ cần quan tâm nó đúng là 104 là được. Đây các bạn có thể nhìn thấy 104 nhá. Còn cái vấn đề về cái mạch hạ áp này thì các bạn không cần quan tâm, nó sẽ sử dụng cái điện áp đây thông qua một con điện trở, và mình đã làm vài video trước rồi. Có điện trở 220 ohm hoặc 100 ohm, nếu mà hoạt động lâu dài thì có thể 330 ohm, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng con điện trở cao hơn nữa nếu như cái mạch điện này nó vẫn hoạt động được thì nó sẽ mát hơn đó. Diode ổn áp tụ lọc nguồn, như vậy là đây các bạn có thể thấy rằng là diode nhá, nó cũng sẽ mắc theo chiều như thế này. Đây cái chân này, à xin lỗi các bạn, cái này bị nhầm lẫn một chút ít này. Cái chân chỗ này nó bỏ đi này, bỏ, không phải hàn vào chân ao này, không phải hàn vào chân ao, xin lỗi các bạn, bỏ đi. Thì đến cái điểm này thôi, đó, đến cái điểm này thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy, thì nó sẽ hàn trên cái con IC. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, đấy, trên con IC này nó sẽ có một cái điểm này, đây chính là điểm này, và cái điểm này nó sẽ thông với cái chân cảm biến này, nó thông nhau như đây, thông qua một cái hàn nối mạch bên này, vỉ này là vỉ hai lớp, mạch hai lớp, nó sẽ thông sang bên đây, nó thông ở đây thì các bạn sẽ hàn cái mối này, hàn cái mối này vào cái điểm đó. Ở đây mình vừa vẽ nhầm sang chân ao thì nó không phải đâu. Chỗ này mình sẽ bỏ đi, các bạn chú ý là sẽ bỏ đi. Đến điểm này thôi, còn đoạn này là bỏ đi. Cái chân ao này, à không phải chân ao này, mà nó sẽ hàn vào cái điểm này. Các bạn nhìn thấy hàn vào điểm này. Đó. Thì nó cũng tương đương với cái điểm này. Đây chính là chân A. Mình sẽ ký hiệu ở đây là A đi. A. Thì chỗ này nó cũng phải là chân A. Chỗ này là chân A nha các bạn. Đây. Tức là được hàn vào đây. Nó cũng tương đương với cả hàn vào đây. Rồi. Còn cái vấn đề mà nó xuất ra cái con MOSFET rồi ra tải thì nó sẽ như thế này. Con MOSFET thì mình sẽ vẽ tạm thời nó vào chỗ này, nó hơi chật hẹp một chút. Vì cái giấy này thì mình chia sẻ cho các bạn cái sơ đồ khác được. Đó. Con MOSFET nó có 3 chân. Có 3 chân. Chân thứ nhất là chân điều khiển, mình ký hiệu là số 1. Còn nó GDS thì nó mặc kệ nó, mình không cần quan tâm. Mình chỉ cần quan tâm là nó ký hiệu như vậy. Mình tự quy định ra những quy ước của mình, mình chả cần phải theo những cái quy ước quốc tế hay là như thế nào đó. Mình tự quy ước ra của mình, bởi vì là mình cũng không thiết kế mạch trong quốc tế gì đó, mình không cần quan trọng. Mình sẽ quy ước theo của mình, 1, 2 và 3. Chân số 3 này nó chính là chân nhận vào chân âm này luôn. Đây các bạn, hay còn gọi là mát đấy.
chân số 2 này nó sẽ thông với cái nương đồng này và xuất ra cái điện áp âm ao chờ ra tải. Chân số 1 này sẽ được nối với chân ao này. Bây giờ thì vẽ ở đây nó khá là rối, trình độ vẽ sơ đồ của mình thì nó rất là kém, nhưng mà mình chỉ muốn là truyền tải được những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn thôi. Thì các bạn sẽ hàn vào đây. Đó, nó vắt véo rất là nhiều đường. Đó, chân ao. Chân 1, như vậy là đã đủ cái điều kiện để chạy. Và con này nó là con phép. Mình đang sử dụng với con 80NF70. Hoặc các bạn có thể sử dụng con 3205. Bây giờ cái tải, một chân tải nữa thì các bạn sẽ lấy về dương nguồn. Dương nguồn nha các bạn. Cái chỗ này nó phải là dương 5V này. Chỗ này nó là dương 5V. Bây giờ các bạn muốn lấy ra hoặc là các bạn đóng cho cái rơ le 5V thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp bằng cái điện áp này. Bằng cái điện áp này. Chỗ này là dương 12V, bây giờ mình sẽ ký hiệu dương 12V. Nó sẽ đi ra đây, đây chính là phần tải. Nha các bạn. Nếu như tải có âm dương thì đây chính là dương tải và đây là âm tải. Còn nếu như không có âm dương như rơ le thì các bạn có thể nối chiều nào cũng được. Đây là dương 12V. Và các bạn chú ý rằng nếu như các bạn muốn sử dụng với trực tiếp 12V thì các bạn phải có một cái mạch hạ áp 5V xuống cho cái chân này. Đó. Thì như vậy là mình đã phân tích qua, bây giờ đang là 17 phút rồi, hơn 17 phút rồi. Video này cũng tương đối là dài rồi. Thì mình sẽ tạm thời mình vẽ video, mình vẽ sơ đồ đến đây và cũng sẽ kết thúc video tại đây. Đó, và các bạn nếu như các bạn nào không hiểu về cái sơ đồ này mình vẽ cũng như là sơ đồ thực tế mà mình chia sẻ cho các bạn thì các bạn có thể để lại bình luận, và những cái ý kiến đóng góp nào mà nó hữu hiệu thì cũng sẽ rất là cảm ơn các bạn để lại bình luận ở dưới video này. Các bạn có thể tạm thời chụp ảnh cái đoạn video mà đang có cái sơ đồ này lại nếu chúng ta cần quan tâm. Bây giờ thì cái đây các bạn thấy rằng nếu như bên cái bên mắt nhận hồng ngoại này, các bạn chú ý nếu như chúng ta sử dụng loại nào mà nó có ký hiệu phải đúng nha các bạn nhé. Chân này chân xuất, chân này chân mát, chân này chân dương. Nhưng có loại thì nó sẽ đảo lại không đúng như này đâu, mà chân này là chân xuất, chân này là chân dương, chân này là chân mát, hoặc là nó lung tung khác nhau. Nói chung là có khá là nhiều loại mà mình nhận thấy được. Và các bạn chú ý rằng nếu như nó như nào thì chúng ta chỉ việc đổi chân cho nó thôi. Ở đây là nó sẽ hoạt động bình thường. Đó. Và mình sẽ, trước khi mình kết thúc cái video này thì mình sẽ quay lại cái video thực tế, cái đoạn thử thực tế cho các bạn. Với cái mạch điện này thì mình đang sử dụng với 12V trực tiếp. Điện áp âm được cấp vào chân số 3 của MOSFET này. Xong cũng cho âm chung với cả module chân dương. Đó. Đây. Đó, các bạn thấy rằng hoạt động chính xác nhá. Và các linh kiện ở đây nhá, mình không nói dối một tí nào cả. Đó. Rồi, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ lần sau.